Không cần phải giải thích dài dòng, Titan Clockman chắc chắn là chiến binh mạnh nhất của phe Clockman, thậm chí là cả series Multiverse tính tới thời điểm hiện tại. Kỹ năng điều khiển thời gian của Titan Clockman vượt trội hoàn toàn so với những đặc vụ Clockman khác, từ tua ngược thời gian hay ngưng động thời gian thì Titan Clockman đều ở đẳng cấp cao hơn. Thậm chí khả năng của anh còn không bị khắc chế bởi con toilet nam châm nữa. Sức mạnh vật lý của Titan Clockman cũng thuộc dạng đỉnh nhất series, khi anh có thể dư sức cân kèo với Titan Cameraman, lớp giáp của Titan Clockman cũng gần như không thể bị xuyên phá. Để có thể hạ gục được Titan Clockman thì phe Skibidi Toilet đã phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Anh chỉ thực sự bị đánh bại khi năng lượng thời gian trong anh bị cạn kiệt mà thôi. Xứng đáng xếp loại cao nhất S cộng. Kỹ năng cơ bản nhất của các Normal Drillman là khả năng di chuyển dưới lòng đất linh hoạt. Ngoài ra, các Normal Drillman đều sở hữu một cây súng bắn đinh trên tay để hỗ trợ trong chiến đấu. Tuy nhiên, tôi không đánh giá cao sức mạnh của Normal Drillman, cũng tương tự như Normal Cameraman, xếp loại D. Large Drillman về cơ bản cũng giống với Normal Drillman, nhưng kích thước to hơn một chút. Ngoài ra, thì Large Drillman còn được trang bị các xúc tu mũi khoan, giúp cho khả năng chiến đấu của anh ta tốt hơn khá, xếp loại C. Handle Drillman cũng giống với Normal Drillman, ngoài cái tạo hình là hai cái khoan cầm tay ra thì không có gì khác biệt cả, xếp loại D.